tại sao phải kế thừa. Như vậy thì ở trong này chúng ta có lý thuyết rất là nhiều. Lý thuyết rất là nhiều. Và nếu như mà nói lại lý thuyết này nữa thì nó hơi bị rối. Cho nên thầy sẽ demo trước, sau đó các bạn sẽ cảm nhận và các bạn sẽ quay trở lại trả lời lý thuyết sau. Thì nó sẽ dễ thẩm thấu hơn đối với lại cái bài của chúng ta. Như vậy đối với đây chúng ta sẽ ví dụ một cái bài liên quan đến package. Slide 6. Trong slide 6 này chúng ta... Ủa 7 chứ hả? 7. Nhầm. 7. Và trong này chúng ta sẽ có kế thừa. Bây giờ thầy giả sử nè. Hôm trước mình đã viết cái lớp sinh viên. Sinh viên chúng ta không quản lý tên điểm nữa, mà giả sử chúng ta sẽ quản lý sinh viên này là tên và số điện thoại đi. Tên và số điện thoại. Như vậy thì ở trong này thầy phải chèn code gì? Chèn code, ví dụ constructor để tạo ra hàm khởi tạo không tham số. Constructor để tạo ra hàm khởi tạo có tham số. Rồi thầy phải chèn code getter setter cho các đối tượng. Rồi thầy phải làm gì? Viết một cái public void nhập. Đúng không nào? Public void nhập. Và khi mà thầy viết public void nhập ở đây, public void nhập ở đây, thầy phải viết scan rất là dài dòng. Scanner. Đó, ít nhất là thầy phải viết như vậy. Rồi thầy phải viết out tên 2 chấm. Việc này mình đã quen rồi. Và chỗ này mình có cần phải thông minh mới biết được không? Cần không? Chắc không. Mà mình chỉ cần cần cù thôi. Tại sao mình viết cái lệnh này? Thì đơn giản là mình cần nhập vào tên thì mình dùng scan.net. Mình nhập vào số điện thoại. Tại vì sao mà mình không net in mà mình là net line? Tại sao? Tại vì số điện thoại của mình dù là số nhưng mà nó có số 0 phía trước. Cho nên mình dùng chuỗi để mình lưu. Đơn giản vậy thôi. Mình cần cái gì thì mình khai báo cái đó. Như vậy là mình đã có được phương thức nhập, đúng không nào? Và nếu cần thì thầy sẽ viết một cái phương thức toString. Và thầy lại viết một phương thức void sub. Và ở đây mình chỉ có out sub cái this.toString. Hết. Như vậy thì mình đã viết xong. Nhập sub. Dễ hay khó? Khó, chẳng qua là các bạn chưa quen tay. Về nhà chịu khó gõ chục lần. Chục lần không được thì 20 lần. Và đến lần thứ 20 chục mốt. 20 mốt ha. Ừ. Là ok liền. Đúng không? À, cứ đến thứ 20 mốt là ok. Rồi. Bây giờ mình có lớp sinh viên. Giả sử thầy có lớp giảng viên. Giảng viên. Và đối với giảng viên, thầy cũng quản lý hai thông tin giống y chang. String
tên, string, số điện thoại. Rồi sao? Lại phải mất 5 phút để viết tiếp. Đúng không? Được chưa nào? Như vậy thì một số trường hợp chúng ta đã có dữ liệu dùng chung thì chúng ta sẽ viết cái dùng chung. Và những cái phía sau nó phát triển thêm thì chúng ta sử dụng cái trước đó đã từng viết rồi. Mình sử dụng lại thôi. Như vậy thì ở chỗ này, nếu như bình thường, ngay chỗ sinh viên này, thầy sẽ không viết là sinh viên, mà thầy sẽ viết ở đây, giả sử thầy ghi là con người. Con người nào mà chẳng có tên, phải không? Con người, tên, số điện thoại, khởi tạo con người, ghép tên, ghép số điện thoại, nhập, xuất, được chưa? Rồi, như vậy chúng ta có con người. Đối với sinh viên này, thầy không cần viết nữa. Bỏ, delete. Mình có con người rồi. Click chuột phải, new, class, sinh viên. Xong, không có gì hết nha. Sinh viên của mình bây giờ không có gì hết. Thầy sẽ dùng một từ khóa, thầy báo là tôi kế thừa từ, dùng từ khóa extend, kế thừa từ con người. Nghĩa là con người có cái gì, tôi xài cái đó. Hiện nay không viết gì hết nha. Không viết bất kỳ một cái gì hết và cũng không khai báo bất kỳ một thuộc tính nào hết nha. Trống luôn. Bây giờ ở trong cái slide 7 này, thầy sẽ tạo ra một cái lớp là demo kế thừa. Mục đích của thầy là thầy viết comment thôi chứ không có gì. Comment. Và bây giờ thầy bên này thầy ghi con người. CN bằng new con người. Chuyện này quá quen thuộc đúng không? CN chấm nhập. CN chấm nhập. CN chấm xuất. Cái này quá bình thường. Bởi vì mình biết rồi. Bây giờ đến sinh viên. Sinh viên. Là SV bằng new sinh viên. Chấm phẩy. Sinh viên chấm ra cái gì? Số điện thoại có, tên có, nhập có luôn. Sinh viên chấm xuất có luôn. Mà sinh viên đã viết gì chưa? Chưa viết gì hết. Được chưa? Và ở đây chúng ta chỉ có hai thuộc tính và hai phương thức mà chúng ta đã viết như vậy rồi. Vậy thì trong này nếu như các bạn muốn có email, có số tài khoản ngân hàng, có địa chỉ, có chứng minh nhân dân, có rất là nhiều thứ. Như vậy thì cái quá trình nhập của chúng ta rất là nhiều. Chưa kể là khi mà các bạn nhập vô email, các bạn muốn kiểm tra cái email đó có đúng định dạng email hay không. Là cái bài hôm trước á, biểu thức chính quy đó, mình học chưa hết. Nhưng mà mình dùng cái đó để mình kiểm tra email của mình là đúng định dạng hay không. Vậy trong con người mình đã kiểm tra rồi, thì qua sinh viên mình có cần kiểm tra nữa không? Không. Như vậy thì đối với lại một cái class như thế này, bạn đã viết hoàn chỉnh rồi, thì bạn có thể public cho nhiều người cùng xài bằng cách tạo ra một lớp mới và kế thừa lớp cũ. Là tất tần tật mọi thứ, lớp cũ, lớp cha đó, đã có cái gì thì lớp con có y chang. Tiện không? Như vậy chúng ta gọi là kế thừa. Như vậy thì đối với lại sinh viên, mình kế thừa không lẽ mình cứ để trống vậy mình xài? Nếu vậy thì nó giống con người đâu có gì để bàn đúng không? Chỗ này chúng ta sẽ có thêm V.
Ví dụ sinh viên thì có điểm. Điểm. Đó, sinh viên có điểm. Vậy lúc này chúng ta sẽ khởi tạo, viết hàm khởi tạo cho sinh viên. Tất nhiên sinh viên có nhiều thứ nữa, chứ không phải chỉ điểm. Chúng ta sẽ khởi tạo cho sinh viên. Không có gì hết. Thì khởi tạo không có gì. Bạn khởi tạo tiếp, bạn có thể sinh ra. Sử dụng tiếp một cái bên này và cộng thêm điểm nữa. Bởi vì tên và con người ở tên và số điện thoại của cái lớp cha cộng với lại cái điểm của lớp con. Điểm, tên, số điện thoại nó tự động nó đưa vào. Và nó sẽ gọi cái gì? Lớp cha. Cái hàm này là hàm của lớp cha, nó gọi lớp cha. Tức là nó gọi con người mở ngoặc tên số điện thoại. Nhưng mà thay vì nó gọi con người thì nó gọi super. Ba ơi. Cha ơi, gọi super. Vậy thôi. Thay vì chỗ này nó gọi là con người thì nó không gọi. Đây thực ra là mình gọi lại lớp con người nè, để mình khởi tạo. Nhưng mà tại vì mình đang extend ở đây, cho nên nó không dùng như vậy, mà nó dùng super để nó gọi đến cha. Như vậy ở chỗ này thì chúng ta sẽ cố gắng dùng quen tay thôi. Bởi vì người ta hướng dẫn mình dùng như vậy thì mình dùng như vậy thôi. Chứ mình cũng không cần phải hỏi tại sao, cho nên cũng không cần phải thông minh gì hết. Mình chỉ làm đi làm lại thì nó sẽ quen. Và khi mà chúng ta sử dụng khởi tạo như thế này, thì ở bên chỗ demo này, thầy không cần nhập nữa. Mà chỗ này, khi khởi tạo con người, thầy đưa vô đây tên Nguyễn Văn An. Rồi, điểm. À, số điện thoại. Số điện thoại 0903456678. Đó là con người. Đối với sinh viên, thầy cũng không cần nhập. Khi mà khởi tạo sinh viên thì chúng ta có thông số, điểm, tên và số điện thoại. Người ta đưa điểm trước, mình muốn thì ở trong kia mình đảo lại, tùy mình. Cái đó là vị trí của tham số thôi. Như vậy chỗ này mình thấy nó hơi ngược ngược đúng không? Mình đổi bên này lại, điểm mình đưa ra phía sau. Điểm mình đưa ra phía sau. Điểm. Được không? Rồi. Bên này mình cũng ngược lại. Tên, số điện thoại, điểm. Tên. Ví dụ ở chỗ này chúng ta sẽ có Bùi Huy Hoàng. Số điện thoại 0123456. Điểm. Double, các bạn cho 9.0. Và chúng ta xuất ra. Sinh viên. Chỗ này là do hồi nãy mình viết cái hàm xuất từ cái lớp sinh viên, cho nên nó còn kế thừa sinh viên. Mình để chỗ này là thông tin đi. Thông tin. Mình sửa có một lớp con người thôi. Thông tin. Tên Nguyễn Văn An. Số điện thoại. Thông tin. Tên Bùi Huy Hoàng. Số điện thoại. Điểm đâu? Điểm đâu? Điểm đâu? À, phần sinh viên chúng ta mới lấy hàm khởi tạo viết lại thôi. Hàm xuất chúng ta chưa viết. Đúng không? Như vậy thì ở chỗ này các bạn có thể insert lại cái code
của hàm toString. Đủ không? Đủ không? Đủ không nào? Chỗ này mình có thể, tại vì biết sao không? Cái phương thức của con người mình đang sử dụng nè. Thông tin, tên ghép vô, số điện thoại ghép vô và mình đóng dấu ngoặc. Bây giờ nếu mà mình thêm điểm nữa thì nhìn nó hơi kỳ kỳ. Còn nếu mà bạn viết theo kiểu này, thông tin, hai chấm, thông tin hai chấm, tên, cộng với tên, thông tin hai chấm, xịt n, xuống dòng, xịt tab, cộng với tên, ở đây, xịt n, xịt tab, số điện thoại. Rồi vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình xuất dậy đi, mình chạy lại coi nó ra cái gì cái đã rồi mình tính tiếp. Mình chạy lại mình coi nó ra cái gì đi rồi mình tính tiếp ha. Đây, tên, số điện thoại, cái này là của con người nè. Còn của sinh viên thì sao? Chúng ta ghi lại cho nên là nó lấy cái phương thức mới. Bây giờ đối với sinh viên, chỗ này mình retain, mình lấy cái gì? Super chấm toString. Sau đó mình sẽ cộng với gì? Xuyệt n xuyệt t điểm hai chấm cộng với điểm chấm phẩy. Có nghĩa là gì? Mình lấy cái đoạn của cha. Đoạn của cha là đoạn nào? Thông tin, tên, điện thoại. Rồi mình cộng thêm một cái điểm của sinh viên nữa. Tức là cái này đặc trưng của sinh viên mới có. Và bây giờ mình chạy lại. Ổn không? Ổn không? Mình lấy cái thông tin của cha nè. Cái đoạn này là thông tin của cha nè các bạn. Cái này mình kế thừa lại của cha. Mình gọi super.toString đó. Mình lấy thông tin của cha. Thì nó y chang như các bạn ở trên nè. Tên, số điện thoại. Được không? Nó lấy thông tin ở trên. Thì đối với một bạn sinh viên thì cũng có tên và số điện thoại, cho nên nó xuất y chang cha nó. Nhưng có một cái sinh viên thì có thêm điểm nữa. Và chúng ta cộng, cộng cái đoạn sau vô, cộng thêm cái đoạn sau vô. Được chưa? Còn cái hàm xuất mình có viết không? Hàm xuất nó kế thừa từ cha. À, hay là hàm xuất mình không viết. Hàm xuất nó chỉ có là lấy system out print to string. Nếu cha thì nó lấy nó tu cái này. Nếu con thì nó tu cái này. Nó cộng một đoạn của cha, cộng thêm một đoạn của con nữa. Hàm xuất mình không cần viết lại. Mặc dù là cái hàm toString mình có viết lại đó, nhưng mà hàm xuất không cần viết, nó vẫn xuất đúng ý của mình. Cái hay của kế thừa là như vậy. Tức là cái gì mà nó dùng chung thì mình để từ cha, mình để xuống, để xuống, để xuống. Được không? Thì chúng ta gọi là kế thừa. Mình viết lớp cha là những thông tin chung trước, xong đó mình lấy lớp con là kế thừa từ cha, và mình thêm những thông tin đặc trưng của con. Bây giờ mình viết thêm một cái lớp giảng viên. Giảng viên ở đây mình cũng không cần tên, không cần số điện thoại, không cần. Mà giả sử chỗ này thì
thì giảng viên chúng ta sẽ có lương, ví dụ như thế. Và giảng viên chúng ta kế thừa từ con người. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ viết thêm cái hàm khởi tạo cho con người. Hàm khởi tạo cho con người. Nếu như bạn chỉ khởi tạo chỗ này thôi, thì nó chỉ đưa lương, mà bạn không thể nhập tên được, không thể nhập số điện thoại vô được nha. Bạn muốn khởi tạo đầy đủ thì bạn phải chọn bên này. Đó. Như vậy nó sẽ lấy cả 3. Và tương tự như vậy, nó đưa lương trước, mình sẽ đưa lương sau, nhìn cho nó dễ, nó thống nhất với lại bên con người luôn. Rồi mình sẽ thêm cái hàm gì? Tu string. Ok. Như vậy mình sẽ chèn lại cái to string. Mình thêm cái lương vào. Chỗ này mình đổi tí xíu giống như lúc nãy. Vậy thì mình sẽ lấy cái sinh viên mình đổi qua cho nó nhanh. Đối với giảng viên. Và chỗ này chúng ta sẽ đổi chỗ này thành lương. Và chỗ này cộng với lương. Đổi xong. Hết việc rồi. Như vậy là chúng ta đã có thêm một lớp sinh viên. Đó. Và bây giờ một lớp giảng viên. Và bây giờ bên này chúng ta sẽ có giảng viên GV bằng new giảng viên. Mình sẽ sử dụng chỗ này tên Nguyễn Thị Hoa, số điện thoại 0987 6543, lương 987 1234 chấm 0 chấm phẩy. Rồi giảng viên chấm xuất. Và mình mới chỉ viết lại cái to string để nó khác cái vụ xuất thôi. Còn nếu như mà mình muốn viết nhập lại, nhập thì sao? Nếu như mình muốn viết nhập thì bản thân con người này có nhập chưa? Có rồi. Sinh viên này có nhập chưa? Có luôn rồi. Mặc dù chưa viết, nó kế thừa từ cha. Vậy thì ở chỗ này, nếu như chúng ta gọi tên A, số điện thoại, thông tin nó xuất ra của con người. Tên là B, cái này là của sinh viên nè. Số điện thoại xuất ra thông tin. Đây, thông tin của B. Cái này là nó lấy cũ. Tại vì lúc mình khởi tạo nè. Lúc mình khởi tạo các bạn. Lúc mình khởi tạo nè. Nó thay tên mới và số điện thoại. Còn điểm nó vẫn lấy cái cũ. Vậy đối với giảng viên, chúng ta chưa viết hàm nhập. Đối với giảng viên chúng ta chưa viết. Vậy chúng ta gọi thì nó cũng giống sinh viên thôi. Nếu như các bạn muốn viết cụ thể cho sinh viên và giảng viên cái hàm nhập, thì ở đây các bạn sẽ public void nhập. Đây, public void nhập. Thì nó sẽ nói gì các bạn? Cái lớp nhập, cái phương thức nhập này có chưa?
Có rồi. Cho nên bạn muốn viết lại thì bạn mới báo với cha là gì? À, con xin phép viết lại nha. Nó báo cái annotation là A cộng override kìa. Thấy không? Ở phía trên cái hàm toString kìa. À, mình báo với cha một tiếng. Báo với cha một tiếng. Đó. Được chưa? Báo với cha một tiếng để viết lại. Còn không thử ở chỗ này coi. Insert code. Add override methods. Đây. Nhập. Ok. Nó gọi gì? Super.nhập. Nó thêm code cho mình luôn. Và ở chỗ này mình muốn nhập thêm cái gì đối với lại sinh viên? Thêm điểm. Add out. Điểm. Rồi. Điểm chấm. Điểm bằng. Scanner. Không có. Mình phải khai báo lại cái scanner. Bởi vì cái này nó là biến nội bộ cho phương thức này thôi. Chứ nó không có mang theo. Nó không mang theo cho nên chúng ta phải khai báo lại chỗ này. Và chỗ này chúng ta dùng scan net double. Chúng ta nhập được điểm. Đối với lại sinh viên, chúng ta có viết lại rồi. Cho nên qua bên này, chúng ta gọi phương thức nhập cho sinh viên. Đây là tên Nguyễn Văn An, số điện thoại này là của con người nè. Sinh viên, chúng ta nhập SV1, số điện thoại. Và nó hỏi điểm là bao nhiêu. Ví dụ mình cho 7. Đây, thông tin của sinh viên mới. Tên. Nó đảo gì vậy? Hấp dẫn vậy? Sao có vụ này? Điểm double nhập tên số điện thoại. Bây giờ mình debug vô đây thử xem. Nhập của con người. Rồi mình debug vô thử ha. Đến đây thì sinh viên của mình đã có thông tin. Nhưng khi mình vô gọi lại hàm nhập, gọi super nhập tên sinh viên 1 deep chấm tên sinh viên 1 tiếp tục số điện thoại. Ở đây là câu 1 2 3 4, mình cho ngược lại. Ôi, biết gì không? Biết gì không? Biết gì không? Mình sai từ đâu? Đây, cái hàm nhập của mình, lúc mà mình gọi ra mình quên đổi. Thì tất nhiên là cái số phía sau nó nhập, nó lấy hai đứa. Cái tội copy paste.
Rồi được chưa? Như vậy là mình đã ok rồi đó. Đi bắt ra thì ra thôi. Thông tin tên là A, số điện thoại, rồi điểm. Đấy, số điện thoại điểm 9.9 vậy thôi. Được chưa? Về viết lại cái phần này là chúng ta đã có kế thừa. Nhắc lại nè, cái gì chung thì chúng ta sẽ viết ở lớp cao nhất, còn nó là cha hay là ông nội hay là ông cố thì chưa biết, tại vì chúng ta có thể có một lớp để chúng ta kế thừa từ sinh viên, nó cứ kế thừa liên tục, cho nên mình cũng không biết thế nào, và mình chỉ cần biết lớp trên nó thôi. Lớp trên của nó thì chúng ta gọi là super. Rồi, và chúng ta đang có ở đây một lớp con người có tên và số điện thoại. Chúng ta viết tất cả các phương thức liên quan giống như hôm trước này chúng ta làm. Đến sinh viên, chúng ta khai báo lớp sinh viên và chúng ta sử dụng từ khóa extend, thì những cái gì chung của con người chúng ta đều xài được hết. Tên, số điện thoại, nhập, xuất, xài được hết. Chúng ta chỉ có thêm mỗi điểm thôi. Và đối với lại hàm nhập của sinh viên thì khi mà chúng ta thêm mỗi điểm thì chúng ta không cần phải nhập lại tên và số điện thoại, mà chúng ta gọi super chấm nhập, tức là gọi cái hàm nhập của lớp cha, được không? Gọi hàm nhập của lớp cha, và chúng ta chỉ nhập phần riêng của lớp con này thôi. Đây, sinh viên cần điểm thì chúng ta nhập điểm. Giảng viên cần lương thì chúng ta nhập lương. Nếu như chúng ta muốn viết lại hàm nhập thì chúng ta thêm lương vô. Đối với hàm xuất thì hiện nay thông tin chúng ta xuất ra, chúng ta lấy thông tin của lớp cha cộng thêm thông tin của lớp con, là do cái toString này có thay đổi thông tin. Còn riêng cái phương thức mà xuất thì không cần viết lại, bởi vì mình viết từ đâu? This.toString thì nó tu ra cái gì thì mình in cái đó thôi, mình không quan tâm. Đấy, nó hay ở chỗ kế thừa là vậy. Lớp con không cần viết lại nhưng vẫn xài được, mặc dù thông tin của chúng ta cần in có thay đổi. Nó hay là chỗ đó các bạn. Mặc dù mình không có gọi xuất, mình không có viết lại gì hết trơn, cho nên cái hàm toString này nè rất lợi hại nha các bạn. Nếu như mà các bạn không viết hàm toString này thì hàm xuất bạn phải viết lại. Còn nếu mà mình viết hàm toString này, mình có thể ghép, ghép tới, ghép lui, ghép xuôi, ghép ngược. Mình linh động hơn rất nhiều. Mình linh động hơn rất nhiều khi mà bạn xài một cái phương thức xuất. Thực ra thì nó ra giống nhau, nhưng mà khi mà các bạn viết nhiều, các bạn sẽ thấy mình dùng cái hàm toString rất lợi hại. Đó là kế thừa. Thì chỗ này các bạn mới cho nên chưa quen, thì khi mà các bạn chuẩn bị làm cho cái bài assignment giai đoạn 2 thì các bạn sử dụng đến cái này. Thì các bạn về nghiên cứu trước giúp thầy, nghiên cứu kỹ phần này. Nếu như mà các bạn cảm thấy khó chỗ nào viết chưa ổn thì buổi sau chúng ta sẽ bàn lại, viết lại một lần nữa, giảng lại một lần nữa cho các bạn. Nhưng mà trước tiên các bạn về các bạn có thử chạy thử cái đã đi, chỗ nào không hiểu thì hôm sau hỏi tiếp. Có
Chứ còn nếu như mà các bạn không thử mà các bạn nói em không hiểu thì điều hiển nhiên rồi, không làm thử lấy gì hiểu. Bởi vì cái kế thừa này nhìn thì nó đơn giản, nhưng mà do chúng ta không quen thì chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Nãy giờ quên bấm ghi mất rồi.